Vy ơi, con gái bé nhỏ ơi, là đã vậy rồi là em biết em sắp mất chồng em rồi. Rồi sau khi sinh ra thì ví dụ như là buổi tối á, mà hai vợ chồng không có sinh hoạt á, ví dụ như là mới sinh xong thì mình cũng nên kiêng cữ cho con. Thì vì em mới sinh được 7 tháng thôi thì anh sẽ ôm con ngủ, anh quan tâm đến em. Để ý luôn á hả? Dạ, không để ý thôi. Khèo luôn hả? Dạ, anh có khèo khèo nhưng mà kêu em kêu thôi. Chọn là ôm con ngủ. Thường là cha là hay thích ôm con gái mà con gái cũng tình cảm với cha. Người ta nói con gái là người tình kiếp trước của cha là như vậy. Dạ. Đó đúng không? Thôi kệ đó, mình nhường cái tình yêu thương này cho con gái mình cũng không sao hết. Dạ. Mẹ khó. Em là em thường sử dụng chiêu câu đê, giả vờ bấm điện thoại suốt đêm cho vợ khỏi ngủ luôn. Chắc là anh chồng tập trung câu hỏi với em luôn rồi đó. Hai anh em mình giống nhau đi, anh em nhắn tin cho nhau à. Vậy là bên đây đúng, bên đây là sai à. Đầu là em đọc sai câu hỏi với anh. Trời, em chọn là câu ôm con ngủ à. Lúc đầu ảnh là ảnh tưởng là câu hỏi là sau khi sinh là ảnh làm cái gì vợ ảnh đòi không chịu, là vợ ảnh đòi ảnh chứ không phải là ảnh đòi vợ. Ý đồ là muốn bôi nhọ em anh Linh. Ảnh nói trên sóng truyền hình là em đòi. Là ảnh đòi. Dạ. Nhưng mà ảnh trốn, anh không, ảnh đẩy qua cho vợ đòi. Dạ. Chưa có vợ em đòi lần nào không? Có. Rồi chúng ta đến câu hỏi cuối cùng. Cách thức quyến rũ đối phương lên giường. A là xịt nước hoa. Quyến rũ và thường thì mấy ông xã hay xịt nước hoa này kia làm lãng mạn ha, để hoa này kia ha. B là ăn hải sản uống bia. C là đi ngủ sớm. D là massage và âu yếm. Em sẽ nghĩ là đi ngủ sớm. Tại sao? Thường chồng em đi ngủ trễ lắm à. 1-2 giờ mới ngủ không. Nên là nếu mà em nghĩ, nếu như mà muốn thì chồng em sẽ đi ngủ sớm. Sớm hơn bình thường. Để dụ dỗ đó đúng không? Tại vì bình thường một ngày em làm mệt mỏi rồi em muốn đi ngủ sớm. Vậy thì ông xã đề nghị ngủ sớm hơn để tranh thủ đúng không? Dạ. Rồi. Còn bên đây? Cái này là em quyến rũ chồng em hả Linh? Chồng em quyến rũ đối phương hả? Không, giờ nói trước em, nếu em quyến rũ thì sao? Em sẽ đi tẩy tới bào chết. Em kêu anh ơi, cái chỗ này mịn lắm nha. Đây, giờ thì mịn lắm. À. Dạ, đó là phải làm massage và âu yếm. Buổi tối đó em có yêu cầu thì em kêu hôm nay anh nhớ tắm xà bông nha. Tại vì chồng em không tắm xà bông. Một tuần chỉ tắm 1-2 lần thôi. Xin lỗi anh. Ra ngoài mình nói chuyện với nhau xong. Tình cảm mình vẫn tốt như ngày nào. Dạ, em sẽ nói là chồng em đi tắm nhớ là đi về tắm xà bông nha. Sao vậy em kỳ vậy? Em nói Linh nghe, chồng em nhìn nó chững chạc vậy thôi chứ có những cái tật xấu kinh lắm. Tự ngửi mùi cơ thể của mình rồi nói nghe mùi phê nè. Đó, tự ngửi kẹt của mình. Tự ngửi kẹt của mình rồi nói mùi ở đây phê lắm em. Đó, mình cũng chế. Rồi, bây giờ em chọn đáp án nào? Em chọn là massage và âu yếm. Chúng ta nghe đáp án. À, cái này em chọn luôn, em câu D. Vợ em dễ, cũng dễ dụ. Massage và âu yếm. Em chọn câu C đi, đi ngủ sớm. Đi ngủ sớm là chưa ngủ được đúng không? Đúng rồi, tức là phải còn ngủ dài lắm. Dụ đi ngủ sớm mà. Ừ, sao nó đảo ngược kìa. Sao nó ngược ngược kìa. Có bao giờ mà chồng em massage cho em chưa? Cũng có. Cũng có ha. Dạ. Là lúc đó anh cũng... chồng em nói em là dễ dụ. À. Nghĩ là vô mình khiêu khiêu cái sờ sờ cái là nãy giờ nó là giờ thường mệt mỏi là ngủ sớm. Ừ. Nên là thường là em muốn em vô ngủ trễ hơn, có nghĩa là giờ em đã ngủ được một giấc rồi đó. Không em khiêu dậy rồi. À, với massage này kia đúng không? Massage kia. À, bên đây là không không đúng nữa rồi. Dạ chắc là do tụi em phong phú. Phong phú là có lúc này lúc khác ha. Dạ. Đụng nhạc nào nhảy nhạc đó. Đúng rồi, gọi là tùy theo buổi mình sử dụng cách nào thôi. Và cuối cùng thì hai đội hòa nhau, tỷ số là 2-2. Giờ nè, ngược lại em thấy em bà xã em có tật xấu gì? Ai kêu nói trước. Ừ, ai kêu nói trước đi. Đây là đại hội bóc phốt đúng không? Ừ. Quyền Linh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Bế Chiến. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ hai đội. Đội thứ nhất áo đen và áo đỏ, tức là đen đỏ. Anh à, em tên là Minh Hoàng, vợ em là Bảo Trân. À, hai vợ chồng em đến từ quận 8. Quận 8. Dạ, vợ chồng em cưới nhau được 1 năm, có một bé 7 tháng là con gái.
Rồi mình làm công việc gì hả em? Dạ, tụi em bán trái cây, bán sầu riêng á. Bán sầu riêng ở ngoài chợ hay là bán... Dạ, em bán trên mạng, em live stream. Nếu bạn không biết đây là gì, thì xin lỗi, chúng ta không cùng đẳng cấp. Thứ hai là hai người giống như Hàn Quốc vậy đó. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, em chào khán giả. Em tên là Tống Thanh Tiên. Còn em tên là Bùi Thị Thu Hà. Thu Hà. Vợ chồng em tới từ Bình Dương. Thường thì vợ chồng mình có hay mâu thuẫn với nhau nhiều không? Làm chung thì nói chung là cũng hay mâu thuẫn trong công việc, rồi theo ý này rồi theo ý kia, nên là cũng làm sao để giải quyết cái mối mâu thuẫn đó? Thường thường là cãi lộn. Thường cãi lộn mà ai cãi nhiều hơn? Thì hai chồng cãi lộn, nhưng mình thường là em thua nên là ở nhà ai vô bếp nhiều nhất? Dạ em. Còn chồng em có gọi gì vô bếp không? Chồng em là con út á. Ở nhà ba má cưng chiều lắm, không có biết làm gì hết á. Trời đất ơi, vô bếp cũng không biết vô luôn. Rồi hôm nay đi quay có cãi nhau vậy? Dạ không, sáng nay vẫn còn im lặng lắm. Sáng giờ chưa chút xíu coi chừng cãi nhau vậy. Rồi hôm nay chúng ta sẽ cùng có một trò chơi nhỏ nhỏ này. Đây là một những cái câu hỏi cũng rất đơn giản thôi. Chúng tôi đã quay câu trả lời của chồng rồi, bây giờ vợ sẽ trả lời coi trùng khớp với chồng hay không nha. Câu hỏi đầu tiên bắt đầu. Quỹ đen của chồng thường mua những thứ gì sau đây? A là quần áo, B là mỹ phẩm dành cho nam, C là chơi game online, D là đậu xe. Mời Trân. Em biết chồng em là chơi game online, hay mua tướng, mua xu, mua vàng. Rồi đổ xe nữa. Bây giờ mình có con rồi anh Linh. Mà anh chạy xe 300 phân khối, anh cứ thích lâu lâu anh giếm tiền của em đi giao hàng, không mang tiền về cho vợ. Ví dụ được 500 thì giếm mất 200. Gom từ từ rồi thay cái về, thay cái thắng. Rồi mua hàng online nữa, mua hàng online rồi về toàn là về xe không à. Sao anh giếm tiền của vợ bán sầu riêng? Công sức của em đúng không anh? Có công sức thì phải nói vợ chia chứ sao mà giếm. Rồi cái về rồi chia sao nữa. Em ví dụ bán được 200 ngàn, em giếm hết 50, cái về lấy 150 chia đôi, em 75 đây 75, coi như em lời rồi. Vợ mình lâu lâu cho vợ mình đi làm đẹp cái này, đôn cái này cho vợ miếng, đôn cái kia cho vợ miếng không đâu, toàn đôn vô xe không anh Linh. Em đôn gì nổi nữa. Dạ. Nó thôi để đôn xe cũng được. Nhưng mà anh Linh biết không, xe đó em đâu ngồi được đâu. Xe đua thì cái yên nó có vậy à. Mà anh nhìn em vậy sao em ngồi toàn là chạy một mình thôi anh Linh. Trời ơi, vậy là tìm cái niềm vui riêng. Em đừng có được đi xe gọi là mô tô nữa. Em đổi cái xe bự hơn cho bà xã em đi. Xe luôn. Nói chơi cho vui chứ thật chất là gì, em cũng phải đừng có giếm tiền của vợ nữa. Đàn ông lúc nào mình cũng phải có quỹ đen hết chứ anh. Em có quỹ đen luôn hả, thiệt luôn hả? Quỹ đen là nhiều. Em bắt được một lần. Ở đâu? 6 triệu. Hôm bữa em lục được trong túi áo khoác á. Em hỏi anh, ủa tiền gì mà mới vậy? Mà toàn từ 500 ngàn không? Xong anh cười cười mỉm mỉm. Anh làm cái gì đây? Anh nói em nghe coi anh làm cái gì với số tiền này. Tại vì em nghĩ đàn ông mà có tiền trong người á kỳ lắm. Nó sẽ phát sinh ra những thứ không đáng. Đúng rồi. Dạ. Hỏi ra một hồi mới biết là đi làm xe. Mà mỗi lần làm xe anh nghĩ bây giờ có con rồi mà chạy xe phân khối lớn thì nhiều khi nó có những cái không hay. Thì vợ con để lại cho ai xài? Trời ơi. Em nghĩ cái xa quá. Nói chung là sao chuyện này về quỹ đen ít hết thôi nha. Thường quỹ đen người ta chừng 500 triệu, cách chứ 6 triệu. Đàn ông mà có tiền nhiều quá hư á. Như vậy thì em chọn cái gì đây? Đồ xe. Đồ cho xe nó nhiều cho tội nó nặng. Còn em gái, em sẽ chọn đáp án nào? Em cũng đang phân vân với quần áo với lại mỹ phẩm. Đừng có nói chồng em xài mỹ phẩm nha. Cũng có anh, nhưng mà em nghĩ quần áo hơn. Chồng em xài mỹ phẩm nữa hả? Có. Kem trộn được chưa đó hả? Dạ. Kem trộn hơi quá. Cũng kiểu như dưỡng da. Trời ơi, đàn ông xài mỹ phẩm coi lại nha. Anh cũng lâu lâu anh cũng có xài đó. Rồi, như vậy là em chọn là... Em chọn quần áo. Quần áo đúng không? Dạ. Và bây giờ chúng ta nghe coi ông chồng đáp án có trùng khớp hay không. Với câu hỏi này á thì anh sẽ chọn là câu D. Đổ xe. Chứ ra ngoài nói chuyện nha. Còn em? Em thì vợ kiểm soát nó gắt gao lắm, nên là cái quỹ đen nó không có nhiều. Nên là cái AB thì phù hợp với em hơn, còn D thì em phải chờ vợ duyệt. À, thì em tiêu tốn nhiều hơn. Quần áo, chúc mừng luôn.
Câu hỏi đầu tiên thì hai bà vợ gần như trùng khớp với ông xã. Móc móc. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Chồng hay giúp vợ vào những việc nhà nào? A là bếp núc, B là trông con, C là dọn dẹp nhà cửa, D là giặt đồ, phơi đồ. Mời em. Cái nào? Em nghĩ là trông con. Trông con hả? Trời giỏi vậy hả? Nói chung là ép buộc thôi. Ép buộc mới làm hả? Ví dụ như giờ chọn giữa công việc giờ đi xuống bếp nấu hay là dọn nhà hay là giặt đồ đây. Thế thôi thà trông con cho. Rồi vậy là những cái việc kia chưa bao giờ chồng làm đúng không? Không biết làm. Trời ơi, hèn chứ con tự bọt mà. Con cưng mà ha. Dạ. Rồi bên đây. Chồng em hầu như là trừ bếp núc ra thì làm hết mấy cái này luôn anh. Ngoài cái chuyện giếng tiền ra, cái chuyện này giỏi á. Bây giờ cái việc vất vả nhất là trông con đi, em sẽ chọn trông con. Sinh cho một đứa y như ảnh luôn, không giống em cái gì hết. Cho nên là giống ai của ai thì người đó lấy. Của ai thì người đó coi. Đúng rồi. Không giống em cái gì hết anh Linh ơi. Thôi vậy để đứa nữa đi. Dạ. Hãy giống em ha. Giống ảnh tiếp cho anh coi. Chúng ta xem đó bạn. Cái này thì em cũng không hay giúp vợ lắm, nhưng mà cái giúp nhiều nhất thì em là C. Em hay dọn dẹp nhà cửa giúp vợ. Em chọn chăm con. Dọn dẹp nhà cửa. Ồ, trong suy nghĩ của em là em xiên hơn chứ. Ai ngờ vợ em nghĩ em vậy luôn. Chăm con. Như vậy là tiếp tục hai bạn lại có một đáp án chính xác. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Thói quen ăn uống của chồng như thế nào? A là ăn vặt, B là kén ăn, C là hấu ăn, D là chế độ ăn keto. Mời em gái. Chồng em vừa hấu ăn và vừa kén ăn anh Linh. Cái lần sao? Dạ, hấu ăn là cái gì anh cũng ăn được hết. Anh ăn nhiều cái ngộ lắm. Thịt ram ăn với canh chua, chan với nhau ăn. À. Dạ, vừa thịt ram và canh chua mà kén ăn á, thì là không bao giờ ăn cá, chỉ ăn thịt thôi. Mà hôm nào mà nấu cơm em chỉ nấu cá thôi là đi chiên trứng ăn một mình. Không, kén rất là kén ăn. À. Dạ. Cứ hấu ăn những cái gì mình thích thôi. Dạ. Còn cái mình mà cái nào không thích là coi như không ăn luôn. Dạ. Em chọn kén ăn. Kén ăn. Dạ. Chiên trứng ăn mình ha, cái nào không được là tự đi ăn mình ha. Dạ. Bên đây. Không biết chọn là hấu ăn hay ăn vặt. Ăn vặt cũng nhiều lắm. Anh ăn bánh tráng trộn, snack, ăn rất là nhiều thứ luôn. Mà cũng hấu ăn nữa. Như cái nào nhiều hơn? À, em chọn hấu ăn. Hấu ăn ha. Dạ. Có đôi khi có khi nào dành ăn với vợ không? Cũng có nè. Trời ơi, dành ăn với vợ luôn á hả? À, bây giờ chúng ta sẽ xem đáp án nha. Trước khi cái chương trình này điện anh thì em là ăn vặt á. Xong rồi sau đó em chuyển sang chế độ ăn keto để nó ấm bớt để tham gia chương trình á. Em nên em chọn là cô D, chế độ ăn keto. Rồi xong. Cái này là thấy không hiểu ý nhau rồi. Còn anh thì mấy chế độ thì hình như không có, anh ăn uống bình thường lắm. Chắc là cầu C thì sẽ ăn trội cầu C. Ăn nhiều chứ không phải là hấu ăn. Tại em cũng tập thể thao cho nên cũng ăn hơi nhiều. Nhưng mà câu đó phù hợp với anh nhất thôi. Thôi như vậy là ở câu thứ 3 hình như hai vợ chồng, hai cặp vợ chồng đều không hiểu nhau. Mình đến với câu hỏi số 4. Hành động của chồng khi vợ sau khi sinh từ chối việc chăn gối. Chà. A. Ra ngủ ở ghế sofa. B. Là giận dỗi mấy ngày. C là ôm con ngủ. D là sử dụng điện thoại suốt đêm. Mời cặp vợ chồng kinh nghiệm. Em chọn sử dụng điện thoại suốt đêm. Mà có lần nào tụi em lâm vào tình trạng đó chưa? Có, chồng em sử dụng điện thoại liên tục. Anh đề nghị em ấy hả? Chồng em ghiền điện thoại đó. À, đúng. Không phải, có nghe cái này là hỏi là sau khi sinh, nếu mà khi mà chồng đề nghị á, vợ không chịu á, chồng làm cái gì? Đúng rồi, đúng rồi. Sử dụng điện. Em có đề nghị lần nào chưa? Có, ngày nào em cũng đề nghị. Sau khi sinh để người ta nghỉ ngơi đi. Đề nghị gì? Lâu rồi bán. Còn em gái? Dạ em nghĩ là ôm con ngủ. Tại vì sau khi sinh con gái ra thì em cũng chỉ là một sự lựa chọn thôi. Có nghĩa là chồng em không còn coi em là tất cả nữa. Hồi xưa mà lúc mà em mang bầu á thì ảnh ngủ á là mặt em ở đây nhưng mà mặt anh ở đây. Đó, mặt anh ở dưới này rồi ôm rồi hôn cái bụng của em. Suri ơi, con gái bé nhỏ ơi. Là đã dậy rồi là em biết em sắp mất chồng em rồi. Rồi sau khi sinh ra thì ví dụ như là buổi tối á, mà hai vợ chồng không có sinh hoạt á, ví dụ như là mới sinh xong thì mình cũng nên kiên cử cho con. Tại vì em mới sinh được 7 tháng thôi thì anh sẽ ôm con ngủ. Anh quan tâm đến em. Để gì luôn hả? Dạ, không để gì luôn. Khèo gì luôn hả? Dạ, anh có khèo khèo nhưng mà kêu em kêu thôi. À, chọn là ôm con ngủ.
Thường là cha là hay thích ôm con gái mà con gái cũng tình cảm với cha. Người ta nói con gái là người tình kiếp trước của cha là như vậy đó đúng không? Thôi kệ đó, mình nhường cái tình yêu thương này cho con gái mình cũng không sao hết. Này khó. Em là em thường sử dụng chiêu câu đê, giả vờ bấm điện thoại suốt đêm cho vợ khỏi ngủ luôn. Chắc là anh chồng tập trung câu hỏi với em luôn rồi đó. Hai anh em mình giống nhau đi, anh nhắn tin cho nhau hả? Vậy là bên đây đúng, bên đây là sai. Đầu là em đọc sai câu hỏi anh. Trời, em dọn là câu ôm con ngủ. Lúc đầu ảnh là ảnh tưởng là câu hỏi là sau khi sinh là ảnh làm cái gì vợ ảnh đòi không chịu, là vợ ảnh đòi ảnh chứ không phải là ảnh đòi vợ. Ý đồ là muốn bôi nhọ em anh Vinh. Muốn nói trên ống truyền hình là em đòi. Là ảnh đòi. Dạ. Nhưng mà ảnh trốn mình không, ảnh đẩy qua cho vợ đòi. Dạ. Có vợ em đòi lần nào không? Có. Rồi chúng ta đến câu hỏi cuối cùng. Cách thức quyến rũ đối phương lên giường. A là xịt nước hoa quyến rũ, và thường thì mấy ông xã hay xịt nước hoa kia làm lãng mạn ha, để hoa này kia ha. B là ăn hải sản uống bia. C là đi ngủ sớm. D là massage và âu yếm. Em sẽ nghĩ là đi ngủ sớm. Tại sao? Thường chồng em đi ngủ trễ lắm, 1-2 giờ mới ngủ không, nên là nếu mà em nghĩ nếu như mà muốn thì chồng em sẽ đi ngủ sớm, sớm hơn bình thường. Để dụ dỗ đó đúng không? Tại vì bình thường một ngày em làm mệt mỏi em muốn đi ngủ sớm. Vậy thì ông xã đề nghị ngủ sớm hơn để tranh thủ đúng không? Rồi, còn bên đây? Cái này là em quyến rũ chồng em anh Linh. Chồng em quyến rũ đối phương. Không, giờ nói trước em, nếu em quyến rũ thì sao? Em sẽ đi tẩy tới bầu chết. Em kêu anh ơi cái chỗ này mịn lắm nè. Đây, giờ thì mịn lắm. Dạ, đó gọi là làm massage và âu yếm. Buổi tối đó em có yêu cầu thì em kêu hôm nay anh nhớ tắm xà bông nha, tại vì chồng em không tắm xà bông, một tuần chỉ tắm 1-2 lần thôi. Xin lỗi anh, ra ngoài mình nói chuyện với nhau sau. Tình cảm mình vẫn tốt như ngày nào. Dạ, em sẽ nói là chồng em đi tắm nhớ là đi về tắm xà bông nha. Sao vậy em kỳ vậy? Em nói Linh nghe, chồng em nhìn nó chững chạc vậy thôi chứ có những cái tật xấu kinh lắm, tự ngửi mùi cơ thể của mình rồi nói nghe mùi phê nè, đó, tự ngửi kẹt của mình. Tự ngửi kẹt của mình rồi nói mùi ở đây phê đó em. Đó, mình có chế nha. Rồi, bây giờ em chọn đáp án nào? Em chọn là massage và âu yếm. Chúng ta nghe đáp án. Cái này em chọn luôn, em cô D. Vợ em dễ, cũng dễ dụ. Massage và âu yếm. Em chọn câu C đi, đi ngủ sớm. Đi ngủ sớm là chưa ngủ được không anh? Đúng rồi, tức là phải còn ngủ trễ lắm. Dụ đi ngủ sớm mà. Ôi, sao nó đảo ngược vậy? Sao nó ngược ngược vậy? Có bao giờ mà chồng em massage cho em chưa? Cũng có. Cũng có ha. Là lúc đó anh cũng... chồng em nói em là dễ dụ. Nghĩ là vô mình khiều khiều cái sờ sờ cái là nãy giờ em nói là giờ em thường mệt mỏi là ngủ sớm. Nên là thường là em muốn thì em vô ngủ trễ hơn, có nghĩa là giờ em đã ngủ được một giấc rồi đó. Không em khiều vậy. Với massage rồi kia đúng không? Massage kia. Bên đây là không đúng nữa rồi. Dạ chắc là do tụi em phong phú. Phong phú là có lúc này lúc khác ha. Dạ. Đụng nhạc nào nhảy nhạc đó. Đúng rồi, gọi là tùy theo buổi mình sử dụng cách nào thôi. Và cuối cùng thì hai đội hòa nhau, tỷ số là 2-2. Giờ nè, ngược lại em thấy em bà xã em có tật xấu gì? Ai kêu nói trước. Ai kêu nói trước gì? Đây là đại hội bóc phốt đúng không? Nhất là mê tiền lắm anh, mê mà dạng như là bất chấp luôn anh. Cái việc gì mà làm mà có tiền là làm, nhưng mà việc nhà thì rất là không quan tâm tới anh. Đúng không? Dạ đúng rồi, còn như em làm hết. Việc nhà không có tiền. Đúng rồi anh, không có quan tâm tới con nhiều. Bé nó bà nội giữ, cách nhà có mấy căn anh thì làm xong việc á cũng mệt rồi, xong tự nhiên giờ em nói nhớ con quá, kêu em ra ẩm vô. Mà ẩm vô thì mới được không được có 1 cái 2 cái, xong cái buông ra cái đưa cho em giữ tới lúc mà nghỉ ngơi xong rồi đi làm luôn. Em nói xạ nghe nè anh Linh, anh phải thông cảm cho em coi, em mới được 7 tháng à, em mang nặng 9 tháng 10 ngày, anh còn thua em 2 tháng nữa đó, bây giờ 2 tháng nữa rồi mình tính tiếp. Hay nè, cái này hay nè.
mới lo có 7 tháng người ta còn. Nhưng mà anh ơi, vợ mang bầu mình cũng phải làm việc để mình cũng chăm sóc này kia chứ đâu phải mình ở không mình đi vòng vòng chơi đâu anh. Dù mang bầu nó cực lắm em. 9 tháng 10 ngày nói phụ nữ mang bầu mình phải đáng thương phụ nữ. Đúng đi rồi. Đứng lại khó chịu, thậm chí nằm cũng được, nằm úp cũng được, nằm ngửa cũng được, nằm phải nằm nghiêng, rồi ăn uống nó khó chịu. Em thử em mang cái một cái gì trong cơ thể mình 5 kg em thấy khó chịu vô cùng luôn, cái đó mình phải thương phụ nữ ha. Thôi coi như em ráng 2 tháng mấy nữa đi, 2 tháng nữa đi rồi nói chuyện tiếp, rồi về đi rồi mình nói chuyện tiếp cũng được. Theo anh là gì? Đúng rồi, có nghe lúc anh chăm còn tiếp á, chăm tiếp là anh ơi, chứ không cái tình hình gì là cứ vậy hoài đó. Chồng em còn xấu gì nữa không? Hay dính tiền rồi, hay đổ xe rồi kén ăn hơn luôn. Cái chuyện mà mê xe còn đỡ hơn mê gái còn mệt. Nãy nghe xe, xe đi mình là tốt rồi. Ừ. À, chứ xe đi hai mình là còn mệt nữa. Nó làm mạnh mà anh mình đâu có phải bậy bại đâu, giờ mình ra ngoài mình đi chơi mấy kia còn sợ hơn nữa. Ừ. Nếu mà mua xe SH này còn sợ, chứ mua xe mô tô mà đi cái yên có chút xíu không sợ đâu. Mà chở cô nào mà sao nằm sạc rác lên nữa là còn mệt nữa. Nó dễ phát hiện ra. Bữa nào mà con lén phén anh lấy phấn em viết bẻ ra làm sao em ký tên đi về mà mờ mờ là biết rồi đấy, biết chở cô nào rồi đó. À ngồi sau y mà viết liền đúng không? Dạ. Theo em thì chồng em có nhiều cái tật xấu, xấu thì chồng em cũng khá nhiều, nhưng mà để mà em ấn tượng nhất á thì lúc mà khi em mang bầu thì em đẻ xong á thì khoảng thời gian đó chồng em đi làm cơ quan nhà nước tăng ca rất là nhiều, tăng ca trễ tới 8 giờ mới về. Mà bình thường á lúc mà khi em chưa sinh á thì chồng em 1-2 giờ đêm mới ngủ, nhưng mà khi mà em sinh xong rồi thì là 8 giờ tối đi làm về tắm rửa ăn cơm xong 9 giờ leo giường ngủ mất tiêu rồi, không có trông con không gì hết, nói chung là không phụ vợ được một chút xíu hết. Trong khi đó con em là mới sinh ra tới lúc 3 tháng là rất là khó, em ẩm nó cả ngày cả đêm vậy á, không có khi nào rời tay hết, nhưng mà chồng em thì không có phụ chút nào hết. Em điên quá, nhìn cái lúc mà lúc cái cảnh mà em ôm con á rồi nhìn sang chồng mình ngủ lăn lóc ngáy khò 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 khò, là lúc đó em phi vô đạp cho một cái mà không bất tỉnh, thực sự không có biết là hả vợ mình đã làm gì với mình. Mà có biết cũng gia bộ không biết hả? Đúng rồi, đúng rồi. Biết cũng cắn răng. Nói cắn chung răng là chồng em vô tư lắm, không có suy nghĩ. Ngược lại vô đây ha, đây chồng chăm sóc con rất là kỹ luôn. Cái đợt đó không biết tự nhiên sao cơ thể nó buồn ngủ hay sao anh? Tôi thấy con khóc thấy mệt rồi đó thôi. Ăn là ngủ cho nó khỏe đúng không? Mà đợt đó bình thường cơ quan là 5 giờ về rồi, mà sao đợt đó cái làm xung 8 giờ mới về. Cái về là tự nhiên mệt nữa. Rồi còn gì nữa không gái? Đợt xấu ở trong gia đình thì nhiều khi vợ muốn chồng làm liền cho cái gì đó, nhưng mà chồng chỉ có lưỡng lự để chút nữa, để chút nữa. Ai biểu em lấy công tử chi? Em lấy con trai mà được cưng chiều quá làm chi? Đó biết không? Cũng có nghe nói nhưng mà không nghĩ tới cái mức độ vậy. Rồi sao em? Sau khi cưới về thì mới nó đúng như vậy đúng không? Nó quá luôn á, nó còn hơn vậy nữa. Còn ngược lại thì sao? Cái này em cũng đắn đo, chọn những cái mà nhẹ nhàng thôi để không ảnh hưởng tình cảm gia đình lắm. Dạ em thì là nghĩ mua sắm. Mua sắm online, shipper ngày nào vô nhà em y như là em tưởng là nhà em là cái kho của Lazada hay là Shopee rồi. Chủ yếu là mua quần áo anh. Mà nhiều cái mạc còn mạc đầy tủ, muốn khác ăn muốn làm gì luôn. Mua ngắm chơi phụ nữ thích ngắm mà. Thì mốt cho số điện thoại để ship thầu riêng em. Khách hàng tiềm năng. Còn gì nữa không? À, cái nữa là vợ em cái tính làm rất là bất chấp. Hai chồng làm bên gỗ mà làm không có để ý gì hết. Còn cái thẹo là hồi lúc vợ em làm cái cây đập đầu á, rách ruột ấy, em phải lúc em đang đi công chuyện em phải lật đật chạy về đưa đi bệnh viện. Ừ. Cũng mới đây cũng mấy tháng rồi. Nhưng mà tự em tự nhận thấy được mình có cái tật xấu nữa một phần á, giống như đi ăn thì chọn món thì chọn món nhiều lắm. Hồi trước là cái phọt em là nó cũng có muối luôn á. Rồi đi ăn với vợ em cái hỏi ăn được không? Được. Cái xong rồi kêu đóng ra cái gấp một cái. Nhưng mà để em là em tiết kiệm à, em lượm hết sống. Lượm hết riết là có cái đợt mà em lên 85 kg nhờ tham gia chương trình này, mình ăn kia chút nãy chọn câu sai đó. Nếu ăn keto đó là giảm cân á. À không sao, phụ nữ cũng có tính mua sắm gì cũng tốt, chung là đó là một cái giải trí để nó đỡ căng thẳng hơn. Mua cũng bây giờ mình mặc chứ nay không mặc thì bữa sau mặc,
bữa sau mặc để năm sau, năm sau để năm nữa chứ có gì đâu. Tốt cho người bán nha. Hai đội đã chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nấu nướng như ngày hôm nay, là chồng sẽ vào bếp nha. Hôm nay thì ông chồng sẽ nấu món gì nè? À, em nấu cái món kỷ niệm là hai vợ chồng đi ăn lần đầu tiên hẹn hò với nhau. Món mì cay. Mì cay hả? Mì cay 7 cấp độ. Còn hôm nay em nấu món gì? Em nấu là món canh cùi sầu riêng với đuôi heo á anh. Đuôi heo nấu với cái cùi sầu riêng á hả? Dạ, cái phần mà trắng trắng với sầu riêng. Sao không nấu lại cái muối sầu riêng đi? Xíu nữa anh Linh ăn dành ăn cùi không? Anh không dành ăn cùi đâu, để anh cái muối cho ai ăn cùi ăn. Anh ăn muối với cái đuôi heo đó ha. Cái món này nó công dụng là nó có thanh nhiệt, với lại tốt cho nữ, với giúp cho chuyện vợ chồng nó tốt nữa anh. Tốt hả? Dạ. Yeah. Mới có 7 tháng thôi, mới có 7 tháng. Bây giờ chúng tôi sẽ có một đầu bếp chuyên nghiệp để cùng với hai đội chơi, chúng ta có thể chia sẻ những kinh nghiệm để sau này mình có những bữa cơm gia đình ngon hơn. Và xin giới thiệu đầu bếp Cẩm Thiên Long. Rồi, chào Long. Hôm nay thì em sẽ cùng với hai cặp vợ chồng trẻ, có gì em hỗ trợ họ ha. Chắc chắn không? Miễn dầu sao cho nó ngon được rồi. Thời gian dành cho hai đội bắt đầu. Chồng em thì thường nấu món ăn gì cho em Trân? Hạnh phúc lắm, em được ăn mì gói của anh hoài. Anh nấu mì gói là nhiều nhất đúng không? Vậy thì em là người hay vào bếp. Dạ, em hay vào bếp. Nhưng mà anh không hiểu tại sao lại nấu bằng cái cùi sầu riêng. Anh vẫn thắc mắc á. Dạ, tại vì em có lên mạng rồi có khách hàng của em qua mua sầu riêng á anh Linh. Rồi nhờ là em lấy cái này ra dùm. Em mới hỏi làm gì, chị kêu nấu canh ngon lắm. Dạ, nấu canh ngon như khoai vậy đó, ngọt lắm. Thì hôm nay đến với chương trình thì em cũng muốn có một cái gì đó là để giúp ông xã em khó khăn hơn. Dạ, anh thấy Vinh đến làm cái này không? Có cực khổ cho nó quen anh Linh. Dạ, để biết được là vợ mình vất vả như thế nào. Cùi sầu riêng đó, nó có những công dụng gì em có thể nói cho anh biết được không Trân? Dạ, thứ nhất là ăn sẽ no. À. Dạ, thứ hai là nó thơm, nó bùi. À. Dạ, nó cũng có một, nó cũng bà con với khoai, nó cũng có công dụng y như khoai. À, vậy. Nó cũng béo béo vậy đó hả? Dạ, bùi bùi. Có vỏ sầu riêng công dụng là gì? Dạ, ví dụ như là mỗi lần chồng mình hắt hủi mình anh Linh, cái mình trải lên trên nệm á, anh yêu em không, anh nằm xuống đi. Bà biết Cẩm Thiên Long á, là anh có bao giờ anh nghe cái chuyện mà nấu bằng cùi sầu riêng chưa vậy? Dạ, cái này thì em cũng đã từng thấy mấy lần mình xuống Bến Tre anh. Một là cái cùi sầu riêng, hai là sử dụng cái hộp sầu riêng để mà nấu canh. À, hộp sầu riêng thì ăn bình thường rồi. Dạ, cùi sầu riêng này nó tương tự với lại một cái món canh mà cũng rất ngon, là sử dụng cái củ hủ dừa cắt ra cũng y như vậy luôn, bỏ chung nấu với lại sườn heo. Cực kỳ ngon. Củ hủ dừa thì nó ngon lắm rồi. Dạ, nó mình ăn thường xuyên rồi. Nhưng có lẽ cái cùi sầu riêng là lần đầu tiên tôi nghe nói á. Ngoài cái việc mà mình nấu canh ra thì còn có thể là chiên bột được nữa anh. À, mình lấy cái này mình đem đi luộc lên xong sau đó đem lăn bột mình chiên. Nó giống như cái ngon. Trái gì mà? Trái sake. Sake đó. Chồng có thể bảo cái này nó mỏng mỏng một xíu không? Nó vậy quá vậy. Cái này là mỏng lắm rồi mà. Trời ơi, công nhận hai ông chồng nấu bếp nhẹ nhàng dễ sợ luôn á. Chồng cẩn thận khét trái nổi nha. Anh, hôm nay em có nói gì anh thông cảm bỏ qua cho em nha. Mọi người có kiểm tra túi trước khi có bỏ độc gì không đây? Khi nào bữa nay là giận vợ bỏ gì đó cho về mập thêm nữa nha, kỳ lắm nha. Bây giờ cái này hơi khô á, có thể thêm vậy. Cái món này là món em có ăn bao giờ chưa hả? Em ăn ta nấu chứ chồng em chưa nấu. Chưa bao giờ nấu hả? Anh có lần nào nấu này chưa anh? Lần đầu luôn. Lần đầu. Nhưng mà tại sao anh chọn món này? Cái món này là cái món đầu tiên hai chồng hẹn hò nhau đi ăn món này. Anh lúc đó là anh ăn cấp độ mấy? Ăn cấp độ 3. Còn chị nhà của mình là ăn cấp độ mấy? Ăn cấp độ 0 rồi. Không ăn được cây mấy. Như cấp độ em nấu anh thấy là không tới cấp độ 7 rồi đó. Khét chưa? Này chắc cấp 3 giật cấp 4. Em phải làm sao mà cho chồng em vô bếp nhiều chút xíu hả? Anh á vô bếp nửa tiếng thì em dọn hết chắc phải 3 tiếng. Trong cuộc sống hiện đại thì chúng ta cũng không phân biệt á, là phụ nữ bắt buộc phải vào bếp đâu. Mà đàn ông cũng có thể vào. Đôi khi đàn ông nấu chưa chắc là ngon, nhưng ở đó cái tình cảm ở trong cái bếp rất là nhiều luôn.
Chứ bây giờ đàn ông cứ nói là ôi chuyện bếp núc là để cho phụ nữ đi, đàn ông mà nấu bếp thì như đàn bà. Quan niệm ngày xưa thôi, còn bây giờ nó thay đổi rồi. Đàn ông là nấu bếp rất ngon nha. Thí dụ như Cẩm Nhân Long nè, em thấy rất nhiều đầu bếp toàn là đàn ông không, thấy không? Anh thấy rất ít người phụ nữ nấu ăn nổi tiếng nha. Một phần là do cái tính chất công việc anh à. Tại vì nấu ăn ở nhà nó khác so với lại là khi mà mình làm ở trong cái môi trường lớn. Để cái khi mà để mà đủ sức để mà mình làm cả ngày, đôi khi là có những cái tiệc á, làm một người đầu bếp làm tới mười mấy tiếng luôn. Thì cái người phụ nữ họ không có thể không đủ sức đúng không? Với lại một phần nữa là nếu mà họ muốn lên cái tầm cao á thì họ sẽ phải hy sinh nhiều thứ, là họ sẽ phải dành cái thời gian nhiều ở trong cái gian bếp, thì bắt buộc họ sẽ phải hy sinh cái thiên chức, có thể là làm mẹ ở gia đình hay gì. Cho nên là nhiều người chọn là chỉ dừng lại ở cái mức là nấu phụ bếp hay là nấu chính thôi, nhưng mà họ không đi lên nữa, tại họ đi lên nữa họ sẽ mất quá nhiều thời gian. Mình có một phút vào bếp để phụ chồng đó, vào đi. Bao giờ bếp cũng phải có bàn tay phụ nữ vô, thấy cẩn thận hơn ha, thấy nó chu đáo hơn. Em vừa nhìn cặp bên kia cái qua đó, chồng em đem đồ ăn đi đâu hết trơn. Giống như nấu lẩu vậy đó. Hồi nãy anh nói là cái món canh này bổ gì anh? Nó thanh nhiệt. Thanh nhiệt. Bổ cho phụ nữ. Thật ra thì theo như cái tìm hiểu của em á thì nó không phải bổ chỉ riêng phụ nữ đâu. Tại món này nó còn gọi là gì? Sầu riêng. Là nó sẽ chữa căn bệnh sầu chung. Tại vì là thật ra thì ngoài cái phần cùi nó sẽ giúp cho cái phụ nữ, nhưng mà hả cái phần vỏ nó cũng làm được rất là nhiều bài thuốc đông y mà giúp có tác dụng bồi bổ sức khỏe cho nam. Em làm món này á để cho người ta biết đến công dụng của sầu riêng nhiều hơn. Dạ. Trừ là mình ăn cái muối của nó, mình vỏ mình có thể làm đúng món này món kia. Hai cái phần vỏ phần gai mình sử dụng được hết. Thơm quá. Đấy, giờ thấy mà thơm rồi đó ha. Thơm đó, nhờ sầu riêng thơm á. Sau lần anh á. Tôi nếm. Chưa thấy gì hết trơn. Này mới thấy nước, mình phải bỏ đồ vô hết. Mình mới nêm nếm nó mới đều chứ em. Bình thường em muốn nêm cái nước trước. À. Dạ. Em phải bỏ rau củ quả vô để nó, chứ giờ em nếm xong rồi bỏ rau củ quả vô nó lại nghe. Không, em sẽ nếm đậm hơn một xíu. À, đậm hơn đúng không? Dạ. Nhưng mà nêm nếm còn chưa còn lạnh. Rồi hết thời gian hai bà vợ ra ngoài đi. Để mấy ông chồng tự nấu. Hôm nay là ngày của các ông chồng mà. Nãy giờ em thấy mình nêm cũng nhiều quá anh hả? Giờ nó hơi nhạt. Hơi nhạt rồi. Mạnh tay chút. Cái nồi đó không phải cay cấp 7 mà mặn cấp 7 quá. Mì cay cấp độ 7 thì được tính như thế nào? Ví dụ cấp độ 1 bỏ nhiêu ớt, cấp độ 2 bỏ nhiêu ớt là sao? Em nghĩ là mỗi cấp bỏ một muỗng. Đó là theo anh nghĩ rồi. À, theo em nghĩ mỗi cấp bỏ một muỗng hả? Nãy giờ em bỏ chắc 4-5 muỗng thì chắc là... À, 4-5 cấp muỗng là 4 giọt cấp 5 gì đó. Là còn 2 muỗng nữa. À, nhưng mà muỗng lớn hay muỗng nhỏ nữa đó. À đúng rồi. Chắc là người ta phải nghiên cứu trước rồi xong sau này cứ dựa theo công thức mà cái gì thôi. Chứ là thật ra là nêm cái vị cay nó làm ảnh hưởng lưỡi lắm. Nó tê cái đầu lưỡi của mình, lát nữa mình nếm đâu có vị gì nhiều. À coi như là không chính xác luôn đúng không? Vậy thì không biết sao mà ra cấp độ 7 luôn, tôi không hiểu luôn. Thấy chưa chín chưa mà vớt cây trời? Dạ. Sợ vậy anh? Hả? Giò chưa chừng chưa chín đó. Trời ơi, để chút xíu đi. Chưa có chín giò đâu. Ồ, không lẽ hồi ông ăn cùi sầu riêng không? Với lại hạt sen cũng chưa chín đâu. Đúng sen rồi này, mới bỏ vô mới sôi kêu chín rồi. Chắc là tưởng nó nước sôi pha sữa cho con. Cái sôi là chín rồi. Để cái nắp đậy kín lại cho nó hầm mấy em trai. Đó đúng rồi. Bây giờ mình vất vả chưa? Lần đầu tiên nấu đúng không? Dạ dạ, lần đầu tiên nấu luôn. Mới nhìn bên kia xong quay lại thấy chồng em gia vị đồ đưa vào đó hết cho trơn luôn rồi, đúng không? Dạ. Không có cái nào trước cái nào sau hết trơn á. Em thấy sao? Bữa đầu tiên em nấu em thấy cảm giác sao? Lần đầu mình chưa là nấu lần nào hết á, mình không có quen, mình không biết làm gì luôn anh. Trời, chưa đúng phi hành luôn. Đúng ra phải phi hành tỏi lên, xào sơ qua cái giò đó, cái đuôi heo á, cho nó thơm nó thấm vô. Rồi hắn nấu, ông nấu xong hết ông quên tỏi với hành luôn rồi. Còn bên đây cứ vừa nấu vừa hỏi vợ biết sao. Bỏ mì vô đi chồng. Vô đi, thật ơi. Rồi chúng ta còn 2 phút nữa. Món này mới nó lạ, không biết nó ngon không. Món này thì mình dễ cảm nhận bởi mình ăn nhiều lần rồi. Hai cái vị này á thì mình nên thử cái này trước đi cho nó nhẹ nhàng. Đúng rồi, lát rồi mình ăn qua cái cây thì nó đúng rồi. Phần cùi
theo cảm giác chủ quan của anh đó nha, lạ, nó rất là quyến rũ bởi cái hương vị của sầu riêng đó. Nhưng mà theo anh, nếu mà không biết cái vị em sao, anh thì có thêm chút đậm đậm chút xíu thì nó ngon hơn. Em thì em rất thích cái món này đó. Em đã ăn qua cái canh rồi, nhưng mà là không có cái miếng sầu riêng để lên trên. Nay lại có thêm một cái kiểu để lên cái sầu riêng lên trên nữa, này rất là thú vị. Đối thủ nên đến coi thấy cái vị nó lạ không? Rồi hai vợ chồng thử món của mình đi nào. Trân, em ăn cái món chồng em đi, coi làm sao. Để tụi anh bắt đầu thử cái mì cay cấp độ 7 này đi. Cấp độ 7 là cứ 7 muỗng ớt đúng không anh? Cái này mới cấp 2, cấp 3 chưa tới luôn. Bảo là bảo nhẹ. Lộn muỗng. Em lộn muỗng, em làm muỗng nhỏ quá. Nước. Chắc là muỗng này cho mình. Vậy là cấp độ 7, 7 muỗng ớt này thì mới cấp độ 7. Bởi đây nó còn nhẹ nhàng lắm. Cái này giống như là mì chua cay bình thường thôi, nó tăng lên một cấp thôi. Tại thực ra là cái độ cay của nó đánh giá là qua cái loại ớt khác nhau. Ví dụ như cái cấp 10 thì là phải xài cái loại ớt mà hả? Cái độ cay nó gấp tới cả 100.000 lần của cái trái ớt hiểm của mình. Ăn vô cái là coi như tàn phá cái giác quan của mình luôn á. Đôi khi cái ớt nó bự, nó dai vậy nè, nhưng mà nó không có cay. Còn nếu mà em sử dụng ớt hiểm á thì ít thôi nó cay hơn. Cấp độ cũng là do cái ớt thôi. Còn em ăn món chồng chưa? Thấy sao? Em thấy hôm nay hai món ăn đều ngon hết. Cái món kia thì tân thời, cái món này thì đưa mình về quá khứ. Thì cái này em thấy món này cũng thích hợp đưa vào bữa ăn gia đình. Tại vì nó có hạt sen thì nó sẽ giúp ngủ ngon hơn. Dạ, có giò thì giúp cho phụ nữ sau sinh. Dạ, rồi còn có sầu riêng nữa cho mình lạ miệng. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà em thấy chồng em nấu ăn bữa nay thế nào? Em mong anh sẽ nấu cơm cho em ăn nhiều hơn. Dạ. Tại vì nấu thấy cũng thấy lần đầu tiên thấy ăn món của chồng mình nấu thì mình thấy hạnh phúc. Mà tự nhiên nấu thấy cũng ngon hẳn. Câu này rất là quan trọng nha. Lần đầu tiên thấy chồng mình nấu món ăn, mình ăn mình cảm giác hạnh phúc. Em nghe vợ em nói vậy em thấy sao? Vui lắm anh. Thấy vui đúng không? Vui, hạnh phúc luôn. Trong cuộc sống thì chắc chắn rằng cũng có nhiều thứ để lo toan. Vợ thì suốt ngày lo bán sầu riêng, chồng thì phải chăm con, rồi phải đi ship sầu riêng phải này kia. Nó có những cái trò chơi để nó giải trí á, là thay đổi xe cộ này kia ha, chơi game này kia thì nó cũng nhỏ thôi. Vấn đề là chồng vợ phải vào bếp nhiều hơn. Em muốn nói với vợ em những điều gì trong ngày hôm nay? Có một món quà nhỏ đấy dành tặng cho vợ, bất ngờ cho vợ em. Món quà của em á là một, em biết vợ em rất thích đi du lịch, nên em đã đặt cái vé để cuối năm á, hai vợ chồng để qua cái mùa dịch này á anh. Tại vợ chồng với đứa bé con nhà em á đi du lịch Thái Lan chơi. Qua chương trình này em sẽ, anh mong em là nếu anh những lỗi lầm của anh á gây ra ảnh làm tổn thương em á, em hãy bỏ qua cho anh để gia đình luôn được hạnh phúc. Qua chương trình này thì em mong tụi mình lúc nào cũng thương nhau, dù có bão tố phong ba trắc trở gió mưa thì hai đứa mình vẫn thương nhau tới già. Quan tâm chồng em thế nào? Cứ nghĩ là chồng vụng về, nhưng mà thấy chồng cũng có vẻ như là vì mình mà làm những thứ này, em thấy hạnh phúc và nhìn thấy vui. Cũng mong muốn là chồng sau này vô bếp nhiều hơn, học những cái món ăn mới, món ăn lạ hơn, chứ ăn mì hoài cũng ngán. Mì mốt trao đổi, em nấu món này nè, thử xem nấu coi nó ngon không. Rồi gửi công thức cho em nha. Rồi còn em, nghe vợ mình nói thế em cũng muốn vào bếp không? Dạ, thì nghe vợ nói em thấy cũng hạnh phúc, cũng nhận ra là người đàn ông cũng nên vào bếp để thỉnh thoảng để chăm lo cái bữa ăn cho vợ mình, để vợ mình vui hơn. Hôm nay em có một món quà muốn tặng vợ em. Đây, tặng vợ. Hôm nay á, thấy là lần đầu tiên chồng nấu cái món ăn, cũng là lần đầu tiên mình đi ăn với nhau, hẹn hò gặp nhau. Vợ còn nhớ cái món quà đầu tiên mà chồng tặng vợ là gì không? Vợ nhắm mắt lại. Lần đầu tiên tặng xe truyền, và ngày hôm nay cũng thế. 3 năm rồi, nói chung là nhiều cái kỷ niệm, nhớ lại vẫn thấy vui, thấy hạnh phúc. Hai vợ chồng mình quen nhau á thì có cùng thời gian cũng hơi ngắn nên tới kết hôn. Anh cũng chưa có nói lời tỏ tình chính thức với em được, anh cũng chưa có cơ hội nào.
Hôm nay anh muốn hỏi là nếu mà được chọn lại lần nữa em có lấy anh không? Lấy à? Lấy à? Chúc cho hai cặp vợ chồng chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc và yêu thương nhau trọn cả cuộc đời này. Và đôi khi chúng ta cần phải hơi sến sến một chút xíu, hơi lãng mạn chút xíu như thế nha các bạn nhé. Một tràng pháo tay để chúc mừng.